Hello, chào mừng toàn thể cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trần Vlog. Thì cả nhà ở hiện bây giờ thì mình ở gần cái khu mộ của đứa bé 3 tuổi cả nhà. Thì lần trước thì mình cách nay cũng vài ngày thì mình cũng có đến ngôi mộ của đứa bé 3 tuổi cả nhà. Thì mình đến mình cúng và thì mình đặt máy quay thì mình thấy vong linh của bé vẫn còn ở ngôi mộ cả nhà. Thì hôm nay mình quyết định mình sẽ đảo lại đây để mình vào mình quay và mình đặt camera cả nhà. Thì bây giờ mình gồm xin mời cả nhà cùng theo chân của mình nha. Xin mời cả nhà cùng theo nguyên gồm cả nhà. Hôm nay chợ chuyển mưa cả nhà, mưa nó sấm chớp hoài. Giờ mình đã đến này cả nhà. Ở vòng cái khu vực này thì mộ rất là nhiều cả nhà. Đây nhiều mộ mà ở đây có thắp đèn á. Trong đó có một dãy mộ trong đó. Trong đó thì nó cũng gần nhà của dân người ta ở. Cái tổ gì ta, tổ chim. Thì đây này cả nhà, thì những cái lần trước đó, mình đến đây mình bỏ những cái bánh là đây vẫn còn nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng máy quay đây cả nhà, để mình chuẩn bị mình đặt máy cả nhà. Thì ok cả nhà, thì lần trước mình đã đến quay.
thì có nhiều cô chú anh chị là kêu mình lần sau đến nhớ đem theo cái gì để cho bé nó chơi cả nhà. Thì hôm nay mình có đem theo một cái con thú nhồi bông. Thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng để mình chuẩn bị mình thắp hương và mình đốt với tiền vàng bạc cả nhà. Giờ đi ra ngoài cả nhà.
Thì ok cả nhà, mình đã đi ra tuốt ngoài này thì bây giờ mình sẽ tắt camera này để chuyển qua bên kia cả nhà.
Thì ok cả nhà, mình ngồi đây nãy giờ cũng khá lâu cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng đó cả nhà. Ok cả nhà, thì bây giờ mình đã vô tới cả nhà. Thì hôm nay mình thấy những cái đồ vật mình cúng ở đây thì vẫn bình thường cả nhà. Kể cả cái con thú nhồi bông cũng vậy luôn nè. Sẽ có cái cây này nhất nhất rồi ta. Thì ok cả nhà, thì nãy giờ mình ở ngoài kia cả nhà, mình cũng không biết trong này nó có hiện tượng gì hay không. Nếu cả nhà xem cả nhà có thấy hiện tượng nào đó thì xin cả nhà hãy comment ở bên dưới. Và cả nhà hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ Nguyên Rồm cả nhà. Thì ok, thì bây giờ Nguyên Rồm sẽ kết thúc clip rồi cả nhà. Chúc cả nhà có một sức khỏe thật là an khang cả nhà. Và chào tạm biệt cả nhà.